Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Võ Thị Thúy Như, mình đến từ An Giang. Ba điều để nói về mình là tự tin, tự lập và tự chủ. Xin mọi người hãy cổ vũ cho mình. Mình đang tham gia chương trình 28 ngày thủ lĩnh hành động, nên hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người những gì mình đạt được trong 28 ngày qua. Điều thứ nhất đó là việc dậy sớm. Mình phải dậy từ 4 giờ đến 4:30, bởi vì từ 5 giờ tới 7 giờ là mình phải vào trong phòng học Zoom để học cùng các thủ lĩnh khác. Điều thứ hai là mình đã có thể tự học thuộc từ số 00 số 50 là mã hóa từ 00 đến 50 giống như hai đứa con của mình. Điều thứ ba là mình đang tập viết từ hai tay. Mình sẽ viết từ bàn tay trái và mình sẽ viết tay phải. Thì cái việc những cái việc này á thì nó rất là nhỏ bé so với những cái thủ lĩnh khác, bởi vì những thủ lĩnh khác họ có làm những cái thành công hơn, nhưng đối với mình đó là những cái thay đổi đáng kể. Thì mình hiện giờ mục tiêu của mình đặt ra đó là mình phải hoàn thành cái khóa học MyMath với thầy Marek Kaberky để có bằng cấp quốc tế. Điều thứ hai là mình sẽ đồng hành cùng hai đứa con mình và cháu mình vào chương trình học siêu trí nhớ học đường. Điều thứ ba là mình sẽ nâng cấp bản thân của mình lên và học tập thêm những cái chương trình nào để trao dồi kiến thức cho bản thân của mình. Thì mình biết ơn cái mùa dịch Covid này lắm, bởi vì có mùa dịch Covid này nên mọi thứ bị đình trệ. Nhờ cái khoảng thời gian này là mình đã có thời gian nhiều hơn để học tập và trao dồi bản thân. Biết ơn thầy Lê Hinh Trong và đồng đội đã tổ chức những cái buổi học Zoom để cho mình được có những cái kiến thức tốt hơn. Biết ơn thầy Nguyễn Phùng Phong đã tổ chức cái lớp cha mẹ hiện tại biến tài năng thành tài sản, trao cho mình những cái kiến thức rất là giá trị. Mình xin chân thành cảm ơn.